khai trương hệ thống quầy thuốc Phước Lộc Thịnh, xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại địa chỉ ấp Cầu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Chúng tôi chuyên bán dược phẩm, mỹ phẩm, các loại thuốc kê toa, thuốc nội ngoại nhập, khẩu trang y tế và vật tư y tế, dịch vụ tư vấn sức khỏe, tư vấn sử dụng thuốc. Hệ thống quầy thuốc luôn mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, hiệu quả đến với người tiêu dùng. Hệ thống quầy thuốc Phước Lộc Thịnh triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá sốc ngày 14 tháng 11 năm 2022. Khi mua hóa đơn trên 89.000 đồng sẽ được tặng một phần quà. Ngoài ra còn có nhiều chương trình khuyến mãi khác như cần đo huyết áp miễn phí, hỗ trợ tư vấn sử dụng thuốc miễn phí, giảm giá nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe và vật tư y tế, khẩu trang y tế cao cấp Sen Việt giá niêm yết 40.000 đồng giảm còn 35.000 đồng, khẩu trang Khánh An giá niêm yết 35.000 đồng giảm còn 30.000 đồng, hoạt huyết nhất nhất tăng cường máu lưu thông giá niêm yết 115.000 đồng một hộp, khuyến mãi giảm giá còn 103.000 đồng, Phương Thảo Đan giảm đau xương khớp, viêm khớp giá niêm yết 160.000 đồng một hộp, khuyến mãi giảm giá còn 155.000 đồng một hộp, Gingko Biloba tuần hoàn não cải thiện tình trạng tê bì chân tay, mất ngủ, chóng mặt, rối loạn tiền đình, phòng ngừa đột quỵ giá niêm yết 250.000 đồng một hộp, khuyến mãi giảm giá còn 230.000 đồng một hộp, viên bổ mắt Blue Eye tăng cường thị lực, phòng chống mỏi mắt, quáng gà, người lão hóa giá niêm yết 200.000 đồng một hộp, khuyến mãi giảm giá còn 180.000 đồng một hộp, Sâm Nhung bổ thận giúp bổ thận, giảm tiểu đêm tiểu nhiều lần, đau lưng mỏi gối, tăng cường chức năng sinh lý, hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới, lấy lại bản lĩnh đàn ông giá niêm yết 320.000 đồng, khuyến mãi giảm giá còn 300.000 đồng một hộp. Hồng Sâm Đan vừa bổ sức khỏe, giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường tiêu hóa, giảm tình trạng mệt mỏi chán ăn, ngủ không sâu giấc, giá niêm yết 250.000 đồng một hộp, khuyến mãi giảm giá còn 200.000 đồng một hộp. Ăn ngủ ngon, yến sao trùng ngây giúp bé ăn ngon ngủ tốt, tăng sức đề kháng và phát triển trí não, giá niêm yết 170.000 đồng một hộp, khuyến mãi giảm giá còn 150.000 đồng một hộp. Sâm Tố Nữ bổ sung collagen và các chất chống oxy hóa, phòng chống lão hóa da, giảm nám, sạm da, da khô, da nhăn, giúp tăng tính đàn hồi cho da, giúp da sáng đẹp, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng thiếu hụt nội tiết tố của thời kỳ tiền mãn kinh, giá gốc 450.000 đồng, giảm giá chỉ còn 400.000 đồng. Glucosamine phòng ngừa và hỗ trợ điều trị mọi bệnh thoái hóa xương khớp nguyên phát, thứ phát như đốt sống cổ, khớp háng, đùi, khớp lưng, xương cùng khớp vai cánh tay, viêm khớp bán và mãn tính, tái tạo sụn khớp và phòng chống ung thư. Ngoài ra, uống không gây ảnh hưởng đến dạ dày, không táo bón, không đầy hơi và làm giảm cholesterol trong máu. Giá gốc 350.000 đồng, giảm chỉ còn 330.000 đồng. L-arginine với thành phần rau cổ lam, kim ngân hoa, sạ đen, cao cả gái leo, linh chi, liên kiểu hỗ trợ giải độc gan, giúp tăng cường chức năng gan trong các trường hợp viêm gan, men gan tăng cao, gan nhiễm mỡ, người uống nhiều bia rượu, sử dụng nhiều thuốc có hại cho gan, hỗ trợ giảm triệu chứng vàng da nổi đay do chức năng gan suy giảm. Giá niêm yết 230.000 đồng, nay khuyến mãi giảm chỉ còn 200.000 đồng. Chương trình khuyến mãi áp dụng trong 3 ngày. Sau cửa sốc, số lượng có hạn. Nhanh chân đến với hệ thống quầy thuốc Phước Lộc Thịnh tham quan mua sắm và nhận được rất nhiều khuyến mại với giá cực kỳ hấp dẫn. Hân hạnh phục vụ quý khách.